Con tên là Nguyễn Tuấn Hưng, năm nay con 13 tuổi, học trường Trung học cơ sở xã Miên Hòa. Hiện tại là con đang sống cùng với bà. Bà năm nay 80 tuổi. Cha để cháu Hưng là ở Hà Sơn, là mất rồi. Đi bơm nước ruộng, dây điện hở ra thì nó cuốn vào người chết. Lúc đấy chưa để, cái thai mới được 4 tháng. Thế là trùng chết là xuống đây ở với bà. Được 3 năm, mẹ nó lại đi lập gia đình mới. Cô giáo cứ bảo là cái thằng này buồn, tủi thân đấy. Bố con mất khi con còn ở trong bụng mẹ. Mẹ kể bố là người rất thương yêu gia đình. Khi mà con thấy bạn bè có khác có bố thì con đi ra chỗ khác thấy buồn vì con không có bố. Mẹ Hưng nhà nó cũng nghèo lắm, một tháng chỉ làm được 10 ngày, không đủ nó ăn nuôi con, cho tiền bà thế nào được. Hai bà cháu cứ sống như thế này, có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo. Bà thì đi hái rau, bán rau nhà chồng, đi tìm mò ốc. Ngày là ở nhà thì dùng rau bán, hết thì lại nghỉ. Nghỉ lại dây cuốc đất tiếp, lại gieo lứa khác. Trồng dây lang, rau rèn, rau đay, 4-5 ngày lại đi bán. Năm bố là được 20.000, gạo thì 15 ngày mua một lần. 20 ngày thì mua một lần thịt, thấy người ta bán qua đây gọi thì lấy chịu. Mình kiếm được mình lại giả. Cơm ở nhà con ăn sáng ở nhà, con ăn cơm nguội. Khi mà bà mua thịt đấy, bà nấu món cháo thịt cho con ăn. Những lần đi ăn cố con mới được ăn tôm, thịt dê, thịt lợn. Hàng ngày Hưng đi học thì không có xe rồi thì hỏng rồi thì không có tiền sửa. Nhờ xe bạn không nghỉ học bao giờ. Cô giáo còn phải khen nó. Nó bảo con không nghỉ, nó không học được. Con đi thi học sinh giỏi hóa, trường thưởng 400. Mua đồ dùng học tập, mua quà tặng bà, mua một cái áo cho bà. Khi mà con thấy bà mặc những bộ đồ cũ rất, con rất thương bà. Bà có 3 bộ đồ, mỗi năm bà chỉ lấy ra một cái thôi, mặc rách đi. Nó rách tan thế này thì những cái đường này này là bà còn vá được. Còn cái đường ngắn ngắn thì không thấy đường rồi. Sợ nếu mà con có số tiền thì con sẽ có một cái xe đạp mới. Vì xe này nó hay hỏng. Hiện tại thì đồ dùng học tập của con đang thiếu sách vở. Sách thì con đi xin mấy anh chị, con muốn sửa nhà nứt xong rột nhiều. Bây giờ là được 40 năm rồi, mỗi lần bạo biến là bà chạy đi, không ở nhà đâu, sợ nó đổ xuống để người, sợ lắm, mong muốn nó thành người mà học được hết lớp thì bà mới xuôi tay mới được. Đối với hoàn cảnh của cháu Nguyễn Tuấn Hưng thì cũng rất đặc biệt và thiệt thòi với các bạn bè trang lứa khác. Cái việc sinh hoạt hàng ngày của hai bà cháu thì chủ yếu dựa vào cái nguồn thu nhập chính của bà là từ cái việc mà trồng rau cũng như là cái việc mà mò ốc bắt tôm để đi bán. Còn đối với việc mà trợ cấp đối với người cao tuổi thì năm nay bà ngoại của cháu là bà Đăm mới bước vào cái tuổi 80, chuẩn bị được 80 tuổi nên là cái việc mà được hỗ trợ cái chính sách mà hỗ trợ người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên thì chưa đảm bảo, đến tháng khoảng tầm tháng 10 thì mới làm cái việc mà thủ tục hỗ trợ cho bà ngoại của cháu. Điều con lo lắng nhất là bà giúp nhà con đi trời mưa tường trơn, cũng có lúc bà cũng có lúc té. Con sợ bà mất, không ai ở bên con. Mong muốn Hưng thành người mà đi học hết lớp được làm bác sĩ về trông nom gia đình. Con rất yêu bà, con mong bà khỏe sống lâu trăm tuổi.